Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 7. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt nội dung về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và thông tin tình hình biển đảo Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn Sumitomo về tình hình hoạt động, định hướng mở rộng phát triển khu công nghiệp Thăng Long 2 trong thời gian tới. Chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu. Xét xử 7 bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tòa nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy định số 144 và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với hơn 1,2 triệu cán bộ đảng viên trên toàn quốc, gần 30.000 cán bộ đảng viên tỉnh Hưng Yên tham dự hội nghị tại gần 130 điểm cầu. Sau khi theo dõi phim tài liệu Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng, hội nghị quán triệt những nội dung cốt lõi của quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một quy định riêng về đạo đức cách mạng. Đối với cán bộ đảng viên, đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng. Chuẩn mực đạo đức cách mạng là nguyên tắc, quy tắc, mang tính mực thước, khuôn mẫu đánh giá, điều chỉnh hành vi của cán bộ đảng viên. Hội nghị cũng quán triệt các nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa 13 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nội dung hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Chiều nay, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các đảng ủy, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam, đồng thời được quán triệt quy định số 142 ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ, quy định số 148 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong ngày hôm nay, các đại biểu đã đồng thời tham dự hai hội nghị quan trọng, nghe quán triệt các nội dung cốt lõi quan trọng của một số văn bản của Bộ Chính trị. Hai hội nghị này được kết nối đến cấp xã với 196 điểm cầu và 62.000 lượt đảng viên tham dự học tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau buổi học tập, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường quán triệt đến các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, những nội dung cốt lõi của các văn bản, đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo, phổ biến quán triệt và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bám sát thực tiễn của đơn vị. Ban tổ chức tỉnh ủy, ban cán sự ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng chính ban thường vụ tỉnh ủy, ban hành các chương trình kế hoạch hướng dẫn thực hiện, đồng thời tập trung thực hiện chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo yêu cầu và nội dung của chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, bảo đảm thực hiện đúng các quy định nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Trọng tâm là việc trình ban thường vụ tỉnh ủy hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tháng 7 năm 2024, xây dựng góp ý, hoàn thiện văn kiện đại hội, chuẩn bị tốt công tác nhân sự và phương án nhân sự cho đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cũng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kịp thời sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Các đảng viên phát huy tinh thần tự giác học tập, vận dụng tốt các quy định chủ trương của Đảng.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Sumitomo Nhật Bản do ông Takashi Nai, thành viên Ban giám đốc tập đoàn Sumitomo làm trưởng đoàn nhằm cập nhật về tình hình hoạt động, định hướng mở rộng phát triển khu công nghiệp Thăng Long 2 trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Takashi Ianai cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn Sumitomo triển khai dự án khu công nghiệp Thăng Long 2. Đến nay, dự án có tổng diện tích trên 520 ha, tổng vốn đầu tư 236 triệu đô la Mỹ, đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 3 của dự án, đơn vị đang san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây dựng hạ tầng. Tập đoàn kiến nghị tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện tiếp tục triển khai giai đoạn 4 của dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 trong thời gian tới. Trong đó chấp thuận giữ nguyên quy hoạch 391,7 ha và đồng ý cho tập đoàn xây dựng trạm biến áp 110 kV. Trả lời và làm rõ đề xuất của tập đoàn Sumitomo, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định diện tích bàn giao cho khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Ngay sau khi nhận được đề nghị xây dựng trạm biến áp 110 kV của tập đoàn, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giao cho các sở ngành rà soát nghiên cứu. Kết quả cho thấy các trạm biến áp của Hưng Yên đảm bảo cung cấp đủ điện cho khu công nghiệp Thăng Long 2 ở thời điểm hiện tại và tương lai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tập đoàn Sumitomo, đồng thời bày tỏ quan điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng dự án ở những giai đoạn tiếp theo. Đồng chí nhất trí bàn giao diện tích 391,7 ha cho tập đoàn và sẽ điều chỉnh quy hoạch thị xã Mỹ Hào nếu như chưa phù hợp với quy hoạch của tỉnh Hưng Yên. Về nội dung xây dựng trạm biến áp 110 kV, đồng chí đề nghị tập đoàn Sumitomo rà soát đánh giá lại việc sử dụng nguồn điện cho phù hợp với nhu cầu. Nếu thực sự cần thiết phải xây dựng trạm biến áp theo đề xuất để tiếp nhận các dự án đầu tư lớn, tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét và đưa vào quy hoạch của tỉnh. Tỉnh thì hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, nhưng nhà đầu tư cũng phải đẩy nhanh cái tiến độ dự án giai đoạn 3, đặc biệt là khẩn trương hoàn thiện cái hạ tầng kỹ thuật. Để chủ động nguồn điện, đảm bảo điện cho sản xuất từ nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thu hút các dự án đầu tư lớn vào địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập đoàn Sumitomo cần triển khai và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời mái nhà. Xác định vai trò tầm quan trọng của đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, các địa phương trong tỉnh nơi có dự án đi qua cùng các sở ngành và đơn vị nhà thầu hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được khởi công từ tháng 11 năm 2023. Qua 8 tháng triển khai, nhà thầu Lizen đã huy động tối đa nhân lực máy móc tập trung thi công, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Hiện nhà thầu vẫn đang duy trì 8 mũi thi công các hạng mục đường, cầu và xử lý đất yếu. Đơn vị đang đáp ứng tốt tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Để đạt được tiến độ đề ra, đơn vị huy động gần 100 máy móc cùng với trên 200 cán bộ công nhân thi công 3 ca liên tục mỗi ngày. Đến thời điểm hiện tại thì đối với lại phần mặt bằng nhà thầu được giao thì nhà thầu cũng đã huy động máy móc thiết bị, nhân lực tập trung cao độ để thi công những cái vị trí mà có mặt đảm bảo đủ điều kiện để thi công. Đến thời điểm hiện tại thì cái phần khối lượng phần nền là cơ bản hoàn thành 80% cái phần mà đã được bàn giao mặt bằng, và dự kiến là trong tháng 7 nhà thầu cũng sẽ là hoàn thiện toàn bộ những cái phạm vi mặt bằng có đủ điều kiện để thi công. Cùng với sự nỗ lực của nhà thầu thi công, các sở ngành địa phương ở tỉnh Hưng Yên đang tập trung di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường điện, xây dựng các khu tái định cư, ban hành thông báo thu hồi đất ở và hoàn thiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tài sản đối với diện tích đất ở nằm trong phạm vi dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ dự án đã đề ra. Để đảm bảo nhu cầu di dời nhân dân trong khu tái định cư vành đai 4, nhà thầu Minh Tâm tập trung huy động nhân lực, máy móc, vật tư về công trường thi công đáp ứng tiến độ của dự án và theo cam kết của nhà thầu với chủ đầu tư. Cam kết của nhà thầu với chủ đầu tư thì đến 30 tháng 8 năm 2024, nhà thầu cơ bản hoàn thiện xong khu tái định cư và phân lô phân nền để cho nhân dân ra xác nhận vị trí của mình. Để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện Văn Lâm thì có hai khu tái định cư,
với 4 vị trí. Thì tiến độ đến thời điểm này thì với 3 vị trí ở Lạc Đạo thì đã hoàn thành được khoảng 75% cái khối lượng công việc. Và với cái vị trí tái định cư ở Lạc Hồng thì hiện nay đạt trên 15%. Công tác kiểm kê kiểm đếm cái đất ở của nhân dân trong phạm vi dự án thì có tổng số là 228 hộ gia đình cá nhân. Hiện nay Văn Lâm đã ban hành thông báo thu hồi đất 228 trên tổng số 228 hộ. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư hơn 195 trên 226 ha, gần 17 trên 19,3 km, đạt trên 86%. Các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành. Các khu tái định cư, khối lượng thi công đạt từ 70 đến 85%. Hiện nay các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 trên 11 khu tái định cư. Một năm rồi đất nông nghiệp ông làm. Thưa quý vị và các bạn, khu công nghiệp số 5 có diện tích trên 192 ha. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được khoảng 109 ha và đã tiếp nhận 11 dự án vào đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê gần 185 ha. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ đã xây dựng hạ tầng khoảng 109 ha, đạt 57%. Dự kiến trong quý 1 năm 2025 sẽ hoàn thành đầu tư đồng bộ toàn bộ hạ tầng của khu công nghiệp. Khu công nghiệp đã hoàn thành thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 4.300 mét khối một ngày đêm, đang làm thủ tục với môi trường để được vận hành thử nghiệm, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2024. Trong khu công nghiệp đã tiếp nhận được 11 dự án, 2 dự án DDI và 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 198 tỷ đồng và 164 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất khu công nghiệp đã cho thuê trên 27 ha. Diện tích đất đã có mặt bằng có thể cho thuê hiện nay là 80 ha. Sau 7 tháng khởi công đến nay, dự án cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng đã hoàn thành trên 70% khối lượng. Hiện chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án vào cuối năm 2024. Bàn giao hạng mục cho từng đơn vị thi công ngay sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nên đến nay, dự án cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng như thông tin liên lạc, cấp thoát nước, đường giao thông, điện chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Hiện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Hưng Yên đang đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thiện và bàn giao hai hạng mục nhà điều hành và trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 1.500 mét khối một ngày đêm trong tháng 7 này. Với cái điều kiện thời tiết và cái mùa này là mùa mưa nên là cái tiến độ hiện nay là đang rất là căng, thì chúng tôi vẫn luôn có những cái biện pháp sẵn sàng các cái vật tư và nhân công để tăng cái lượng người và có thể là tăng cả thời gian làm và ca đêm để làm sao mà bù đắp được lại những cái tiến độ đã bị trượt do thời tiết để bàn giao chủ đầu tư đúng ngày. Theo quy hoạch hệ thống thủy lợi của địa phương nằm ngoài ranh giới dự án cụm công nghiệp, tuy nhiên đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân, chủ đầu tư dự án đã khơi một con kênh dài 200m, rộng 3m giáp với ranh giới của cụm công nghiệp để tiêu thoát nước cho bà con. Cùng với đó, ngay sau khi tiếp nhận dự án thứ cấp vào địa bàn, một mặt đơn vị chủ đầu tư tiến hành hoàn thiện thủ tục cho doanh nghiệp, mặt khác khắc phục khó khăn thiếu cát nền để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng. Hiện tại là cụm công nghiệp cũng đã kết nối được với nhà cung cấp cát cho đơn vị để san lấp mặt bằng, để trả lại mặt bằng cho các đơn vị thứ cấp đầu tư. Cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng thuộc địa bàn thị trấn Trần Cao và xã Quang Hưng, huyện Phù Cử có tổng mức đầu tư khoảng trên 580 tỷ đồng với diện tích trên 50 ha. Lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, công nghiệp làng nghề, các ngành sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên thuộc các lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp. Để cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong năm 2024. Những ngày qua, thông tin về một ca tử vong do bệnh bạch hầu tại Nghệ An và ca dương tính với bệnh bạch hầu tại Bắc Giang khiến cho nhiều người lo lắng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An xác định 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong. Tương tự, tỉnh Bắc Giang cũng xác định có 15 người tiếp xúc với ca mắc. Các chuyên gia y tế khuyến cáo bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên.
bệnh lây truyền qua đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hay nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên hiện nay, bệnh chưa được loại trừ ở nước ta. Do đó, người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. Tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu do WHO nghiên cứu thì nó rơi vào khoảng độ 20%. Thời gian ủ bệnh là khoảng độ 2 đến 5 ngày sau khi bệnh nhân tiếp xúc với cả cái nguồn lây thì có thể là bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện như sốt, đau mỏi người, mệt mỏi, đau họng, khàn tiếng. Rồi cũng có thể là cái đến giai đoạn toàn phát thì bệnh nhân nó sốt cao, có cái biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc cao. Ví dụ như là bệnh nhân mệt mỏi, ly bì, đau họng nhiều. Rồi khám thì ở các cái vùng hầu họng nó có những cái giả mạc. Đặc biệt là nó cái giả mạc có cái đặc điểm là cái màu trắng ngà hoặc là màu xám, là một cái triệu chứng rất là điển hình để bác sĩ có thể nghĩ đến cái bệnh bạch hầu. Tại tỉnh Hưng Yên, mặc dù từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu, tuy nhiên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị, cơ sở y tế và các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh này, khuyến cáo khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, người bệnh cần phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhiều hộ dân thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, dù đã lắp đặt hệ thống nước sạch, nhưng tình trạng nước yếu, nước không đủ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt vẫn xảy ra. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Năm 2018, gia đình ông Đức ở thôn Ngọc Trúc đã đấu nối nước sạch từ nhà máy nước sạch liên xã Hưng Đạo, Minh Hoàng. Thế nhưng nhiều năm nay, nguồn nước trên chảy rất yếu, không đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Thì chỉ bơm được nước lên đến cái tầng 1 thôi. Thế còn tầng 2, tầng 3 là nước không lên, đấy là những cái hôm mà nó mát, nó ít sử dụng, nhưng còn nhiều thì lại cũng chỉ hứng được ở dưới chậu như này. Nhân dân chúng tôi đây là rất là khổ, vì là phải sử dụng cái nước tự tạo, bơm từ dưới lòng đất lên. Thế mà thực trạng ở dưới thì nó có cái nhiều chất muối mặn, nên đồ dùng của chúng tôi là sử dụng nước này là không biết. Năm 2018, Ngọc Trúc là một trong những thôn đầu tiên tại xã được đấu nối nước sạch. Tuy nhiên, đến năm 2020, tuyến đường huyện 86 được cải tạo mở rộng. Do sự phối hợp không chặt chẽ giữa chủ thầu xây dựng, nhà máy cung ứng nước sạch và một bộ phận người dân đã dẫn tới sự cố hư hỏng đường ống dẫn nước. Đến nay chỉ có khoảng 50 trên 600 hộ dân trong toàn thôn có thể đảm bảo cung ứng nước sạch đầy đủ. Nhiều hộ dù đã lắp đặt đồng hồ có đường ống dẫn nước, tuy nhiên tình trạng nước yếu, thiếu nước vẫn thường xuyên xảy ra. Khắc phục tạm thời thì chỉ có cho vào máy kia xong bắt đầu ăn uống toàn bộ vào máy, còn giặt rũ mới tắm giặt là vẫn chưa có nguồn nước sạch. Năm 2018 thì nhà máy nước sạch đã lắp toàn bộ hệ thống nước sạch cho xã Minh Hoàng. Sau đến năm 2020 thì nâng cấp một số cơ sở hạ tầng như đường giao thông, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc cung cấp nước. Hiện nay thì nhân dân của thôn Ngọc Trúc ấy là hệ thống cấp nước nó rất là nhỏ, không đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt cung cấp cho nhân dân. Chúng tôi là phải có biện pháp lấy nước từ thôn Hoàng Chanh để cấp nước cho thôn Ngọc Trúc. Nhưng do hai thôn này tương đối là lớn, hệ thống lối ống thì nó cũng lại phải ở cuối nguồn của Hoàng Chanh. Do vậy là đường ống nước đối với thôn Ngọc Trúc là đang bị yếu. Sử dụng nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân. Đây cũng là tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương và nhà máy nước sạch cần có giải pháp lâu dài, hiệu quả để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hơn 1.000 bị hại là khách hàng mua hàng online qua mạng. Khoảng tháng 1 năm 2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, việc đi lại của người dân bị hạn chế và nhiều người có nhu cầu mua hàng online, đến Nguyễn Văn Tê, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Mặc dù không có hàng để bán, nhưng Tê đã mua và lập một số trang Facebook khác nhau để đăng bán nhiều loại mặt hàng. Tê đã sử dụng dịch vụ quảng cáo có trả phí trên trang Facebook. Khi khách có nhu cầu mua hàng thì sẽ yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc và trả tiền trước. Tê đã mua nhiều sim điện thoại rác và tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận tiền đặt cọc của khách. Sau khi nhận được tiền của khách, Tê không giao hàng và cắt liên lạc với khách để chiếm đoạt tiền. Trong vụ án này, Tê giữ vai trò chính là người đứng ra tổ chức và thuê trả tiền hàng tháng 6 bị cáo khác cùng thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra xác định có hơn 1.000 bị hại
là khách hàng mua hàng online của T, và cơ quan điều tra đã làm rõ được gần 500 khách hàng với số tiền T chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt bị cáo T 8 năm 9 tháng tù, 4 bị cáo chịu mức hình phạt từ 1 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù, 2 bị cáo cùng mức hình phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.